Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn hãy khám phá bãi biển Đồ Sơn, một nét đẹp hoang sơ của vùng bán sơn địa, có non nước hư ảo như chốn Bồng Lai, là trung tâm nghỉ ngơi du lịch kỳ thú từ xa xưa. Đồ Sơn hấp dẫn du khách bởi không khí trong lành của gió, cái mặn của biển, một cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Không phải ngẫu nhiên mà Đồ Sơn được chọn làm nơi nghỉ dưỡng của các bậc vua chúa ngày xưa và các quan lại thời khác. Ngày nay, Đồ Sơn đang được quy hoạch để nâng tầm thành một khu du lịch cấp quốc gia với những con đường uốn lượn dẫn bạn đi lẫn vào rừng, xuyên qua núi, lúc thấy biển trước mặt, lúc lại thấy biển theo sau lưng, thật là tuyệt vời. Đồ Sơn còn hấp dẫn khách du lịch bởi những sự nổi tiếng và các di tích danh thắng hòa quyện trong không gian đầy thơ mộng của núi, biển, mây trời. Ở đó, cái đẹp của thiên nhiên, của con người hiện hữu trong từng ngọn núi, bãi biển với những huyền thoại đầy bí ẩn hấp dẫn khách du lịch. Đi dọc khu nghỉ mát Đồ Sơn qua khu 1, khu 2, bạn sẽ đến khu... Ở khu 3 hiện tại đã quy hoạch thành khu vui chơi hoàn 6 resort. Ở đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật núi non, những thác nước, những vườn thú, những bể bơi lọc nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Và quý khách sẽ có rất nhiều sự lựa chọn vui chơi khi đến với hoàn 6 resort. Hãy khám phá Việt Nam, khám phá các bãi tắm, biển sài.net.